Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhắn cho anh nghe nha. Thank you.
bài quên rằng con mua. Duyên sáu chứ một là sáu. Duyên khép đi. Yeah.
Thank you.
Quyền luôn, Thế Quyền luôn. Dạ phải không, mời Thế Quyền. Yeah.
thưởng thức quà của anh Trang Thành. Anh Trang Thành hình như là cũng người cùng quê với anh Bảy đúng không anh Thành? Dạ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì người mời Ngon nha. Quán hả? À quán đâu? Quán. Xin mời quán. Xin mời quán giúp tiếng ca chia buồn cùng gia đình và cho anh Bảy, anh còn ở đây thì anh nghe anh hát của anh. Thưa quý vị, phần điểm nhạc thì chúng ta gồm có nhạc sĩ Tuấn Kiệt đến từ Dallas. Chú Kiệt cũng là một người rất thân thiết với anh Bảy. Có Dân Bình, Trần Sơn, chú Kiệt còn với Long và Lưu Dũng trong cái đàn guitar phía lợi. Thưa quý vị, ở đây của anh. Dù từ bây giờ cho tới giờ sau bạn không còn thân quý chúng tôi nữa, nhưng mà những mãi mãi trong lòng của mọi người. Thank you.
tình của đôi ta dầu mưa nắng chẳng phai. Thank you.
quý vị thưởng thức qua hai dòng ca thiết kế để thăm. Kính thưa quý vị, suy nghĩ hôm nay mà có cái buổi văn nghệ cổ nhạc là bởi vì khi anh Bảy còn sống, là cái sở thích của anh Bảy, cái hobby như là quý được biết là anh Bảy là thích chơi vui với anh em và đờn ca. Thì bởi vì hôm nay trong nhóm cổ nhạc Huyền Tân nước là thương tiếc khi được tôn chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời chị Oanh, mà chị Oanh lên ca để cho anh Bảy được nghe tiếng hát của chị Oanh. À, kiểu không? Không, không, phê mà. Rồi. Rớt bảy dưới này chú. Yeah.
Thì giờ đây chúng ta có sự hiện diện của một người anh em nữa rất thân với anh Bảy nữa, đó là nhạc sĩ Lê Phương. Sĩ Lê Phương đến từ College Station. Anh sẽ điểm đàn qua cây đàn sến. Và chúng ta có nhạc sĩ Minh Quang với cây đàn gáo và dân tình với cây đàn guitar. Bây giờ thì Đình Tình Huy sẽ đến quý vị qua bài nhạc cổ điển mang tên Sầu Dương Mỹ Nhạc. Thank you.
như lạc giá ánh sáng nắng. Bài ơi, giờ em
nội. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.